Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 6, vàng thế giới tăng trở lại. Từ mức thấp nhất trong 4 tuần, nhà đầu tư khá hạn chế giao dịch trước khi Fed công bố quyết sách tháng 6. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối của bản tin là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất cuối ngày giao dịch hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Vào lúc 15 giờ 8 phút theo giờ Việt Nam, tức 8 giờ 10 theo giờ Mỹ, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 8 năm 2021 được giao dịch trên sàn COMEX của Sở Giao dịch Hàng hóa New York, tăng 0,30% lên ngưỡng 1.861,95 USD trên 1 ounce. Trên thị trường giao ngay, giá vàng định ở mức 1.860,90 USD trên ounce. Thị trường vàng hồi phục chậm chạp khi mà USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đều giảm. Cùng với thời điểm này, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ giảm 0,08% về ngưỡng 90,433 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về 1,492%. Các nhà đầu tư hiện chờ tín hiệu chính sách tiền tệ từ cuộc họp của Fed. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Fed một lần nữa không quá bận tâm tới lạm phát, thì sức hấp dẫn của nhiều loại hàng hóa, trong đó có vàng và tiền điện tử sẽ tăng lên. Tuy nhiên, rõ ràng lạm phát đã xuất hiện trong nền kinh tế. CPI tháng 5 của Mỹ chạm ngưỡng 5%, cao nhất trong vòng 13 năm qua. Thêm vào đó, doanh số bán lẻ Mỹ tháng 5 giảm 1,3% cho thấy nền kinh tế Mỹ không còn được hỗ trợ từ gói kích cầu. Gói kích cầu của liên bang nhưng người tiêu dùng của nước này đã phần nào chi tiêu ít đi. Ngoài ra, chỉ số giá cả hàng hóa bán buôn tháng 5 tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát liên quan đến quá trình mở cửa của nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ kéo dài trong suốt mùa hè. Về tình hình đầu tư vàng tại SPDR Gonteros, quỹ tín thác vàng thế giới, quỹ này đã không giao dịch trong 3 phiên vừa qua. Nhiều khả năng, nhà đầu tư còn chờ đợi phản ứng của Fed sau cuộc họp tháng 6. Về mặt nhận định giá vàng cho thời gian tiếp theo, thái độ thờ ơ của Fed sẽ hành động bật đèn xanh cho việc đặt cược nhiều vào giao dịch lạm phát. Tuy nhiên, đà tăng của mặt hàng kim loại quý bị kìm hãm do đồng USD tăng giá và thị trường tiền ảo hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trên thế giới, ngày càng nhiều người lao vào đầu tư tiền ảo với các mức siêu lợi nhuận. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cũng như Internet và dịch bệnh khiến nhiều người ở nhà đã kéo theo sự xuất hiện của các loại tài sản mới, hình thức giao dịch mới trong lĩnh vực tài chính, tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử. Việc giá tăng gần đây khi nền kinh tế lớn nhất thế giới mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 đã trở thành một mối bận tâm của nhiều người, lo ngại rằng Fed quá lạc quan, dẫn đến những rủi ro về giá vượt ngoài tầm kiểm soát. Người ta dự đoán Fed sẽ vẫn lặp lại thông điệp rằng làn sóng giá tăng gần đây chỉ là yếu tố tạm thời. Trong đó, tình trạng nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa trên toàn cầu liên quan đến dịch COVID-19. Trên thực tế, Fed muốn thấy lạm phát tăng cao hơn 2% và duy trì ở mức đó. Sau hơn một thập niên, chỉ nhích rất ít, đồng thời cho biết cơ quan này có khả năng kiểm soát tình trạng lạm phát gia tăng. Theo khảo sát của chi nhánh Fed tại New York cũng cho thấy, quan điểm của người tiêu dùng về khả năng mất việc trong năm tới đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 12,6% so với mức 15% trong tháng 4. Trái lại, cơ hội tìm được việc làm tăng mạnh dù cho tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ cao hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến như thế nào trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2021, tại thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 56,50 triệu đồng trên lượng. Ở chiều mua vào, còn chiều bán ra là 57,10 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên giao dịch liền trước. Hiện tại, chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn ở mức cao là 600.000 đồng trên lượng. Cùng thời điểm này, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở ngưỡng 56,55 cho đến 57,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán so với chốt phiên ngày hôm qua. Hiện tại, chênh lệch giá mua và bán ở ngưỡng 500.000 đồng trên một lượng. Trên đây là giá vàng tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Thế còn trong phiên cuối ngày hôm nay diễn biến như thế nào? Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng tại thị trường vàng trong nước đã quay đầu tăng nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều mua vào là 5.665.000, bán ra 5.725.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. SJC Hà Nội mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào là 5.670.000, bán ra 5.710.000. Doji Hà Nội mua vào 5.665.000, bán ra 5.720.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội chiều mua vào là 5.665.000, bán ra 5.725.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC chiều mua vào là 5.675.000, bán ra 5.717.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.660.000, bán ra 5.710.000, giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Ngân hàng ACB mua vào 5.680.000, bán ra 5.720.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tăng nhẹ, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. SJC Nha Trang mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. SJC Cà Mau mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. SJC Bình Phước mua vào 5.663.000, bán ra 5.727.000. SJC Huế chiều mua vào là 5.662.000, bán ra 5.728.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC tại miền Tây mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC Quảng Ngãi chiều mua vào là 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC Long Xuyên chiều mua vào là 5.667.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Trong cuối ngày hôm nay, giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC giảm nhẹ, giảm 21.000 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể với nhẫn bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, chiều mua vào là 5.250.000, bán ra 5.310.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng bốn số 9 mua vào 5.210.000, bán ra 5.280.000, cũng giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.127.000, bán ra 5.227.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng 18K mua vào là 3.775.4000, bán ra 3.975.4000, giảm 37.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng 14K mua vào là 2.893.5000, bán ra 3.093.5000, giảm 30.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào là 2.017.000, bán ra 2.217.000, giảm 21.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.